Vâng. Cái này là 2 tỷ, cái này là 300 tỷ.
Cái đấy bao tiền? Cái này có trăm. Cái bạch tuộc này. Bạch tuộc có trăm tỷ đấy, trăm ba. Cái này trăm ba, cái bạch tuộc tua này. Cái là kia, cái tua nhỏ nó ăn được nào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bỏ đúng không? Bây giờ cái này là tối ngày mai này. Móc cho em thoải mái cho em. Bây giờ về. Lấy lời này nhưng mà sợ về đúng đó là chú bói về đừng nói em. Chưa chua hay là chua rồi? Cái này là chua rồi, ăn vừa rồi. Chơi đá. Giờ cho đánh giá. Để mà không để là nó chua, nó quá. Chiều là chua quá là mất ngon đi, cái này là chiều ăn được. Nó sới chặt quá. Sới mạnh à. Hay là khít rồi. Rồi rồi, một cân nữa.